Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Các bình luận gần đây của mọi người vô yêu cầu là anh Vinh làm trò chơi chó mực. Cái này là trò chơi con mực anh ơi, chó mực lấy đâu ra? Đúng rồi, là trò chơi con mực đó. Nhắc tới mực tự nhiên thèm hải sản. Vậy thôi anh mua vài chục ký mực về nướng ăn và làm clip luôn. Bàn bạc về trò chơi, tự nhiên anh hai chuyển sang ăn uống nữa rồi. Làm trò chơi con mực đi, đảm bảo nhiều view lắm. Lý do anh cũng vừa còn nhỏ nè, mới đăng clip trò chơi con mực có một ngày thôi, hơn nửa triệu view. Ừ, dữ vậy. Trò chơi con mực này nè, dạng giống như game sinh tồn vậy đó anh. Cơ bộ thời gian gần đây mình khá là bận, cho nên có những cái trend mới hay là những cái bộ phim đang hay mà mình không có nắm kịp rồi các bạn ơi. Không biết thì anh lấy điện thoại ra nghiên cứu trò chơi con mực. Còn tụi mình sẽ lấy sữa cool uống để cho anh Vinh nha. Tranh thủ lấy một hộp sữa cool uống để bổ sung năng lượng. Chút xíu nữa tham gia sự quyết game thôi. Ai uống cái gì thì uống nghe. Còn riêng mình uống sữa cool trái cây, nó có công thức 5 sao hệ miễn dịch tăng cường sức đề kháng. Bạn nhớ đặt hàng tại website này nha, người ta sẽ giao sữa đến tận nhà bạn. Cho mỗi lốc sữa dạng hộp sẽ có một thẻ như thế này. Các bạn sưu tập đủ 24 thẻ sẽ đổi được một hộp bút cool. Sưu tập đủ 36 thẻ sẽ đổi được một bộ đồ dùng học tập. Và đặc biệt nếu săn được thẻ siêu tốt sẽ nhận được bộ trò chơi điện tử vận động và một pha bò mô. Wow. Thì Squid Game là tên của một bộ phim. Nãy giờ cứ tưởng đâu tên của trò chơi nào không à. Nội dung của bộ phim này là có một số lượng người tham gia trò chơi tử thần. Cái người còn sống sót đến cuối cùng sau khi vượt qua tất cả vòng thi thì sẽ nhận được một phần thưởng khổng lồ. Trong phim, người chiến thắng cuối cùng được gần 900 tỷ hơn đó anh. Vậy trong trò chơi của anh, người chiến thắng được gì? Một thùng sữa. Rồi giờ chơi không? Để chơi thôi. Ở trong phim, một người bị tiêu diệt là tiền thưởng được tăng lên đó anh. Thì ở ngoài này cũng vậy thôi. Một người bị tiêu diệt, anh sẽ tăng phần thưởng thêm một thùng sữa của anh. Yeah. Thì Squid Game của Tony tổ chức là gồm có 3 vòng thi. Vòng thi thứ nhất là bẻ kẹo. Mình chắc chắn với bạn luôn, vòng 1 chính là bẻ kẹo nha. Anh chắc trên ngáo mà sao anh nói lớn như vậy? Sao mà không chắc? Vòng 1 đèn xanh đèn đỏ. Vòng 1 đèn xanh đèn đỏ. Mọi người lưu ý giúp mình, đây là một cái đầu đạn hết, hoàn toàn không gây ra sát thương nha. Mấy đứa có cần anh giải thích lại quy tắc chơi vòng này không? Dạ. Trước khi quay đầu lại, anh đếm 1, 2, 3 để cho bọn em biết trước nha. Đếm biết trước vậy mấy cần stop rồi. Đâu ai bị tiêu diệt. Anh muốn quay lại bất cứ lúc nào là anh quay. Được chứ? Dạ. Như vậy trò chơi mình nó mới có kịch tính. 1, 2, 3, bắt đầu. Ở trong phim tao bắn con viên à, tao bắn nó dữ vậy. Một em rồi tiếp tục. Rồi mất này, đi ra ngoài đi. Game over. Rồi tiếp tục. À, còn lại hai thành viên. Trời chết nhỏ này gái. Ê. Nó hay quá các bạn ơi. Với lại mình đeo cái mặt nạ này nó có một con mắt à, khó quan sát lắm. Tính ra vòng này 8 thành viên, mất cái 2 thành viên còn lại 6 thành viên. Chúng ta sẽ tiến qua vòng thi thứ hai. Ở đây có 6 lá phiếu bốc thăm. Rồi 6 thành viên vượt qua vòng 1 vô trong này bốc thăm đi. Có hình vuông và hình tam giác. Người nào chung hình sẽ là chung một đội. Mở ra. Hình tam giác chung một team, 3 bạn nữ chung một team luôn. Mình nghi ba chị gái này chắc thua quá. Hình vuông rồi hai đội cử ra một đại diện lên trên này thi đấu đi. Đó, chị Thảo và Thành Ngáo nha. Mở camera lên. Dạ gọi anh ơi. Vòng này tên là bắn súng cargo. Rồi, mời hai thí sinh quẳng đầu tiên đi nha. Xiên xăm. Thảo chiến thắng, mời Thảo bắn đầu tiên đi. Bắn. Hốt rồi, tiếp theo tới Thành Ngáo. Tiếp theo cho Thảo kìa. Wow. Gắn một hộp cho chị Thảo đi. Tiếp theo cho Thành Ngáo. Tới mình vậy các bạn. Bắn đi. Hốt rồi. Rồi thấy tình hình của Thành Ngáo không ổn rồi. Ôi, biết quá. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo cho chị Thảo kìa. Hốt luôn. Cái này làm tôi tức ghê luôn á. Bắn kìa.
Rồi rứt bong bóng của thằng nháo ra để coi ai có được hàng thẳng đầu tiên, người đó chiến thắng nha. Rồi, thảo lắm đi. Hột rồi. Tới mạnh. Thằng nháo chỉ cần văng bể bong bóng đỏ nữa là chiến thắng rồi nè. Chị Thảo mở màn thua là mình mất tinh thần chiến đấu luôn rồi. Vòng tiếp theo tới giờ gì vậy anh Vinh? Chia buồn với chị Thảo nha. Coi như từ đây đến cuối game cưng hết lượt chơi luôn rồi đó. Yeah, chị Thảo bị tiêu diệt. Vậy là phần thưởng sẽ tăng lên được 4 vòng sữa các bạn ơi. Vòng 2 để em lên cho anh nói quy tắc chơi đi. Rồi, cử đại diện của team Thành Ngáo lên đấu luôn đi. Vậy là Ngọc sẽ đấu với Tiểu Dương. Quy tắc chơi là hai thí sinh bắn 3 lần. Mình sẽ tính viên đạn cao điểm nhất. Lady first, mời phụ nữ bắn trước. Tao phụ nữ hồi nào mày? Quên, girl first, mời con gái bắn trước. Rồi, Tiểu Dương bắn đi. Rồi, viên thứ 2. Viên thứ 3. Để coi coi. 6 điểm, 6 điểm nha. 1, 2, 3, Ngọc. Rồi, 1 viên, viên thứ 2. Viên cuối cùng. Mấy điểm hả? 4 điểm, thua Tiểu Dương nữa. Chia buồn với A Ngọc. A Ngọc đã bị lỗi rồi các bạn ơi. Thời tiết hổm gà gì kỳ vậy trời. Quay 1 tiếng mà mưa 2 tiếng. Sữa nè chị Hảo. Cảm ơn. Cho chị thế này đi Tiên. Dạ. Trong lốc sữa của con Tiên có thể chưa mỏi. Khi các bạn sưu tập đủ bộ chữ cùng Cun làm việc tốt mỗi ngày sẽ đổi được một đôi giày thể thao hoặc một nón bảo hiểm Cun. Chương trình diễn ra từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 28 tháng 2 nha mọi người. Hôm nay nhà mình đang thi công, cái tiếng máy khoan khá lộ màu, các bạn thông cảm giúp nha. Đã vậy mà còn trời mưa nữa chứ. Phần thi bắn bia tính thưởng mình đã thua rồi nha bạn. Phần thưởng bây giờ đã là 5 thùng sữa. Wow, một đống sữa luôn. Để mình tính coi uống sao hết đây. Mình một thùng nè, cha mình một thùng nè, mẹ mình một thùng nè, anh mình một thùng nè, Dương nhỏ em gái 6 tháng tuổi là đủ. Dạ. Em bé 6 tháng tuổi kêu nó bú sữa mẹ đi chứ uống sữa Cun làm gì đây cả. Anh Vân, tiếp theo là tới lượt em và anh Đại thi cái gì đây? Trò chơi cuối cùng của vòng thi thứ hai này là bắn sữa ăn tiền. Ủa, tiền sang được chị Phương? Cưng dốt quá à, ăn có nghĩa là thưởng đó. Ừ. Bắn ngã một hộp sữa sẽ được 100 ngàn. Đã, 100, 200, 300, 400, 500. Dăng sữa lên giúp anh. Rồi, đại diện hai đội lên thi đấu đi. Trời ơi, thì ra là con Phương, em tưởng đâu ai không mà. Thôi Phương ơi, cưng thua non luôn đi. Đưa súng cho Đại đi. Em bắn trước luôn nha anh Vinh. Em bắn nha. Làm gì vậy? Thì bắn. Mày ngồi ở đây thôi, mày lấy tiền hết luôn đi. Cái mức của người ta sao luôn trời nhờ kìa đấy cha. Vậy em bắn trước luôn nha anh Vinh. Bắn đi. Em bắn được bao nhiêu viên vậy? Quên nữa, mỗi thành viên được phép bắn 5 viên đạn. Vậy em bắn nha. Hộp sữa ứng với 200 ngàn. Cuối trận đấu nhận tiền sau. Tới lượt của Tiểu Phương. Rồi, viên đầu tiên. Viên thứ 2. Cuộc thi thứ 2 nè, Đại đã chiến thắng. Chúc mừng Đại. Còn Tiểu Phương bị lỗi rồi. Tiểu Phương thoát khỏi cuộc chơi. Và phần thưởng của mình bây giờ là tăng thêm 1 thùng sữa, đó là 6 thùng. Lâu lâu anh Vinh mới tổ chức một trò chơi, vậy mà tới vòng 2 mình bị lội rồi. Vòng thi cuối cùng của Squid Game mang tên sinh tồn trong biệt thự. Anh giải thích quy tắc chơi cho tụi em thì các bạn đây biết đi. Mỗi thành viên sẽ được phát cho 1 cây súng. Và trên đầu mang 2 cái bong bóng. Mấy đứa em sẽ tiêu diệt với nhau bằng cách làm bể bong bóng của đối phương. Con kiện mà với tao rồi Dương ơi. Thì quy tắc chơi cũng như cũ. Gần đây ba em có coi cái clip bắn súng của anh không? Ba em hổng gà đi nhậu không mà anh ơi. Lấy thời gian đâu mà coi clip của anh. Ba em ở đây ý nói là ba đứa em có coi clip bắn súng có. Thì quy tắc chơi cũng giống vậy đó. Nhưng mà trong cái biệt thự này có một con boss màu xanh quải cái ba lô. Mấy đứa sẽ tiêu diệt nó, lấy cái ba lô về đây đưa cho anh. Sao con boss gì mà lùn dữ vậy? Anh không lỡ mấy con boss nào mà tướng bự bự á, nhìn cho nó ngầu. Ngầu à?
Đã cái clip này anh không muốn xuất hiện rồi. Em nói là anh tức quá phải dỡ mặt nạ cho nó chỉ với em nè. À thì ra là anh Chí. Hèn chi những cái tướng quen quen. Vậy chốt lại ai là người mang ba lô về đây và đưa cho anh đầu tiên thì người đó chiến thắng đúng không? Đúng vậy. Cái ba lô này giống như là phần thưởng dành cho người chiến thắng vậy đó. Trong này chứa đầy sữa và đầy tiền. Vô rồi các bạn ơi. Mình mà chiến thắng ha, mình chỉ lấy tiền thôi. Còn sữa nhường lại cho các bạn. Ai lại anh Minh. Thật sự là không dễ để mình đi tới được vòng cuối đâu các bạn ơi. Mình cũng không có dại dột gì mà đi tìm hai đứa kia để chiến đấu. Mình chỉ muốn tiêu diệt con boss để lấy cái ba lô đem về cho anh Vinh thôi. Mà nãy giờ mình tìm con boss không thấy nữa. Bình thường chơi game con trai nó gánh team giùm mình không à. Giờ còn có mình mày đấu với hai thằng con trai thêm con boss nữa. Sao mà đấu lại trời. Mình phải gán giành hạng nhất mới được. Đâu hết rồi, bước ra đây. Ở con Dương rồi các bạn ơi. Trời ơi, không tới. À, ở đây có cái ghế nè. Xong mày với tao rồi. Bây giờ mình phải tiêu diệt nó mới được. Mày nè. Trời ơi, mày đâu bước đây. Mình chiến thắng các bạn ơi. Trời ơi con Dương này quá trời gà luôn. Bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt anh ngáo vô con boss nha. Gà quá Dương ơi. Mình nói rồi, con gái sao cho bắn súng lại con trai được. Thua là phải rồi. Dạ thằng Đại. Thằng Đại này chơi bắn lén nè. Trời ơi. Phần thưởng giờ lên tới 7 thùng sữa rồi. Uống ngập mặt luôn. Rồi mình thử đi lên sân thượng kiếm thằng boss lùng thôi các bạn ơi. Kiếm nó nãy giờ mà không thấy. Này trốn kỹ thì chứ. Bên đây không? Không có. Bên đây. Cuối cùng là bên đây nha. Boss lùng, boss lùng nè. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Yeah. Mình là người chiến thắng các bạn ơi. Ê, kêu boss thôi. Đừng có kêu lùng. Anh ghi mày từ sớm tới giờ đó. Rồi bây giờ anh đưa ba lô cho em được rồi đó. Đây. Đó, mình là người chiến thắng rồi các bạn. A few moments later. Mà cưng chưa có đưa ba lô vô tay anh mà. Trời ơi, nó tức ghê. Dạ, mình chiến thắng rồi. Đây, mở cái ba lô này ra khoe hoài với các bạn coi. Dạ, không có gì. Đóng sữa này nè. Trời ơi, đây có bao lì xì nè. Bao lì xì dày cui luôn các bạn ơi. Để mình lấy ra nha. Vô luôn rồi. Ủa, sao kỳ, toàn là tao 2 ngàn không vậy? Anh nói bao lì xì đầy tiền, anh đâu có nói là mệnh giá tiền nhiều đâu con. Anh thắng rượu em lấy sữa nha. Thôi, 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 thôi. Nam Nhi hứa là phải giữ lời. Đã hứa cho sữa người ta thì bây giờ mấy đứa lấy sữa đây. Lấy sữa đi mấy ơi, nè sữa nè. Lấy sữa ra hết đây. Squid Game tập 1 của Tony TV đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích clip này. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông thông báo để ủng hộ team mình. Bây giờ thì mang sữa về nhà thôi. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye.